Xin chào quý vị các bạn, tiếp nối series giới thiệu linh kiện trên điện thoại Huawei Nova 3E. Thì ở video này, di động cao cấp.vn giới thiệu với bạn video giới thiệu chân sạc của Huawei Nova 3E đang có bán tại di động cao cấp.vn. Đây là phần chân sạc của Huawei Nova 3E đang được bán tại di động cao cấp.vn. Khi các bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần chân sạc của Huawei Nova 3E, lỗi hỏng, không sạc được pin, sạc chập chờn lúc không, cần một địa chỉ thay mới, khắc phục các lỗi sự cố liên quan phần chân sạc của Huawei Nova 3E. Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 75099. Di động cao cấp.vn có mọi loại linh kiện trên Huawei Nova 3E nói chung và phần cáp chân sạc của Huawei Nova 3E nói riêng thay mới quý vị các bạn. Khi các bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần chân sạc của Huawei Nova 3E, thông thường là do chúng ta dùng sai sạc hoặc chúng ta vô tình làm rơi va đập làm cho gãy chân sạc bên trong. Chân tiếp xúc đồng bên trong làm cho máy không sạc được pin. Thì hiện nay di động cao cấp.vn có mọi loại linh kiện phụ quá trình thay mới, sửa chữa, khắc phục các lỗi sự cố liên quan đến phần chân sạc của Huawei Nova 3E. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới chân sạc của Huawei Nova 3E, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 75099 hoặc truy cập trực tiếp vào website www.didongcaocap.vn. Xin cảm ơn quý vị các bạn.